Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ambroson. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ambroson cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Ambroson Ambroson Hydrochloride Công dụng và chỉ định Thuốc làm loãng chất nhầy đường hô hấp, dùng trong các trường hợp, các bệnh cấp tính và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Người lớn và người lớn tuổi, 30mg một lần, 3 lần một ngày. Trẻ em, không khuyến cáo sử dụng thuốc cho trẻ em. Suy gan thận, liều thông thường của người lớn có thể sử dụng cho bệnh nhân suy gan, thận nhẹ và trung bình, nhưng nên theo dõi bệnh nhân chặt chẽ. Chống chỉ định Quá mẫn với âm proson hoặc các thành phần khác của thuốc. Loét dạ dày tá tràng tiến triển. Lưu ý khi sử dụng, Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máu, vì Ambrosol có thể làm tan các cục đồng fibrin và làm xuất huyết trở lại. Chỉ điều trị Ambrosol một đợt ngắn, nếu không đó phải thăm khám lại. Bệnh nhân có vấn đề về dung nạp Galactos, bệnh nhân thiếu hụt enzyme láp lạc tây hoặc kém hấp thu glucogalactos không nên dùng thuốc này. Tác dụng phụ Thần kinh trung ương, hiếm khi bị mệt mỏi, đau đầu. Da Hiếm khi bị dị ứng, viêm da, mẩn ngứa, phát ban, mề đay. Trên đường tiêu hóa, thường gặp là buồn nôn, hiếm khi bị táo bón, tiêu chảy, nôn, tăng nước bọt và khô miệng. Gan, hiếm khi gặp tăng thoáng qua aminotransferase huyết thanh. Tiết niệu, khó tiểu. Hô hấp, chảy nước mũi. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác Dùng Ambrosol với kháng sinh làm tăng nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi. Không phối hợp Ambrosol với một thuốc chống ho hoặc một thuốc làm khô đờm vì phối hợp không hợp lý. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ambrosol, đồng thời biết cách sử dụng Ambrosol sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.